Atiso, một sản vật đặc trưng của Đà Lạt mà bất kỳ ai cũng biết đến với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe như mát gan, giảm cholesterol, có lợi cho tiêu hóa, v.v. Đặc điểm của Atiso là có thể sử dụng toàn bộ các phần của cây để chế biến thực phẩm, thức uống hay dược liệu. Từ thân, rễ, lá, hoa Atiso sau khi thu hoạch đa phần được chế biến thành trà Atiso cao. Không nhiệt độ thấp. Đa phần các đơn vị sản xuất cao Atiso hiện nay đều thực hiện theo phương pháp này để đảm bảo quá trình sản xuất không làm mất đi hoạt chất cinarin và các dẫn xuất quan trọng khác có trong Atiso. Tuy nhiên, việc sử dụng sản phẩm làm mát này không đúng. Thăm đèo Pren, ghé thăm Nguyên Lâm Thiền Viện, nghe rừng thông hát lao sao. Chiều nay có về Đà Lạt, em nhớ lên đỉnh Lang Biang, xuân hương hồ.